Xin chào anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại xã Ia Rú, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai. Trước mặt anh chị đây là trường tiểu học Phan Bội Châu ạ. Tại vị trí này thì em xin phép được giới thiệu nhanh cho tất cả anh chị một cái lô đất nền có cái bề ngang mặt tiền đường là 7m, chiều sâu là 35m, ngay cạnh trường học nha anh chị. Trước mặt anh chị là vị trí của lô đất nhìn từ vệ tinh. Từ vị trí của lô đất thì cách đường quốc lộ chỉ khoảng 300m thôi nha anh chị. Từ vị trí này thì cách trung tâm trường chợ, cách ủy ban, cách nhà thờ thì trên dưới 1 cây số thôi ạ. Quan sát từ vệ tinh, anh chị có thể nhìn thấy lô đất thì nằm ngay khu dân cư hiện hữu, dân ở tương đối là đông nha anh chị. Lô đất thì có cái mặt tiền đường bê tông, có ranh giới sát với tường rào của trường Phan Bội Châu nha anh chị. Có chiều ngang mặt tiền đường là 7m, chiều sâu là 35m và trên đất thì có sẵn 50m đất thổ cư ạ. Theo đánh giá của em, lô đất này thì cực kỳ thích hợp để anh chị nào mà mở quán nước hoặc là kinh doanh những cái dịch vụ về tạp hóa phục vụ đồng bào khu vực này, rất là ok đấy anh chị. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm, cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình, có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868 02 1102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.